tại các xã trên tuyến biên giới của tỉnh quảng ninh nhiều mô hình như tổ an ninh trật tự thôn bản tổ tự quản tổ hòa giải được thành lập cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia Đội biên phòng Bắc Sơn được giao quản lý hơn 26 km đường biên giới qua địa bàn 7 xã phường thuộc thành phố Móng Cái, 16 cột mốc. Công tác bảo đảm an ninh đường biên, bảo vệ cột mốc biên giới và an ninh quốc gia đã được lực lượng chủ lực thực hiện an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian qua. À, bây giờ thì là bây giờ mình người dân ở đây trong đây thì là mình cũng tùng xin là nắm bắt tình hình trong là biên giới. Ê, thì là có người lạ đi qua lại thì là không biết thì là mình kịp thời là báo cáo cho đồn đồn biên phòng. Việc người dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới cũng được lực lượng biên phòng đánh giá là một phần rất quan trọng để họ hoàn thành được nhiệm vụ. Thì đối phòng Bắc Sơn đã uh, xây dựng các cái nghị nghị quyết kế hoạch chỉ đạo đội vận động quân chúng uh, thường xuyên xuống dưới địa bàn cụ thể từng hộ dân để làm công tác tuyên truyền vận động phổ biến phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ở khu vực biên giới. Có thể thấy cùng với lực lượng chủ lực bộ đội biên phòng với khẩu hiệu đồ là nhà, biên giới là quê hương thì chính quyền xã, huyện vùng biên, đặc biệt là nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số các bản làng sống giáp với đường biên đang là những cột mốc bảo vệ an ninh vùng biên, chủ quyền quốc gia. Hưởng ứng tháng thanh niên và năm du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Vừa qua tại đảo Cù Lao Tràm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành đoàn Hội An tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng đồn biên phòng Cù Lao Tràm phát động chương trình Hãy làm sạch biển gần 100 cán bộ đoàn viên thanh niên phụ nữ xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An và đồn biên phòng Cù Lao Tràm tỉnh Quảng Nam ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi xếp. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và chào đón năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Qua hoạt động này, các đơn vị mong muốn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng, tạo điểm đến du lịch xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, thành đoàn Hội An tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hàng chục cây thông hơn 20 năm tuổi, đường kính gốc từ 40 đến 60 cm tại khoảng 5 tiểu khu 158D, thuộc Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa bị các đối tượng chặt hạ nhằm mục đích là phá rừng để chiếm đất. Có mặt tại hiện trường, phóng viên truyền hình nhân dân chứng kiến hàng chục gốc thông có đường kính từ 40 đến 60 cm, dài từ 10 đến 15 m ở khoảng năm tiểu khu 158D thuộc Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bị các đối tượng đốn hạ, cắt thành khúc. Hầu hết số cây bị cưa hạ đều bị đốt gốc để phi tang, phần thân bị phân thành nhiều khúc, tập kết thành từng đống rồi đốt cháy nham nhở. Đây là rừng thông hơn 20 năm tuổi, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn do ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. Đáng nói hơn, cũng tại khu vực này, dù rừng thông vẫn còn đó, nhưng các đối tượng đã đóng cọc sắt làm hàng rào để bao chiếm đất rừng bất hợp pháp.